Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tục Tán. Hiện tại là 8 giờ sáng ngày 29/6/2019. Trên màn hình quý vị, chúng tôi xin giới thiệu một chiếc sập gỗ Ngũ Phúc 1m6, 2m, một chất liệu gỗ gỗ. Chiếc sập này là hàng VIP của chúng tôi, hàng đục chạm cực kỳ là sắc nét luôn. Đây, chiếc sập này hàng VIP luôn này. Đây là tổng thể toàn bộ của chiếc sập. Đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi xin giới thiệu về phần quay dạ trước của nó. Quý vị có thể thấy được những cái đường nét đục chạm của chiếc quay sập này, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đây là Ngũ Phúc nho cổ. Sau này quý vị có thể thấy rất là đẹp. Những bông hoa ở giữa này thì được gọt giữa rất là kỹ, rất là lâu công mới được một chiếc tạ sạp như này. Đây là hàng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Còn đây là phần mặt quay. Hiện tại là phần này là chúng tôi đang để nó co ngót tự nhiên. Thì khi chúng tôi dồn lại kia lại đây thì nó sẽ kín bưng rồi. Đây là vân gỗ cụ. Đây là phần chân. Từ những cái con sóc, con rơi ở đầu chân này cũng được được chạm, nó vô cùng là tinh tế luôn, rất đơn giản như tinh tế. Được cái đường nét đây là chân này gọi là chân tùng lọc, có con hiêu và cây tùng. Những cây tùng này nó mọc trên những cái hình tượng cây tùng, nó mọc trên những cái mỏm đá vô cùng là khắc nghiệt, nên nó thể hiện được cái sự bền bỉ lâu dài. Con tuần lọc này, con hiêu này, tuần lọc này thì nó tượng trưng cho chữ lọc, tài lộc. Rơi là chiếc phúc này, chiếc sập này thì có 5 con rơi là ngũ phúc. Năm Ngũ Phúc. Ngoài ra còn những cái biểu tượng hoa lá xen kẽ ở đây rất là đẹp và ý nghĩa, những cái triện được chúng tôi gọt giũa cực kỳ là kỹ luôn. Đây, đến thật gần cho mọi người chiêm ngưỡng được những cái vùng hoa này. Siêu kỹ luôn, hàng là hàng đẳng cấp luôn. Bộ sản phẩm này thì là hàng VIP rồi, nên mức giá nó sẽ cao hơn những cái mẫu thường kia. Đây, đi về phía hai bên hông thì tôi lướt qua hết một vòng sập cho mọi người cùng xem nữa. Hai bên hông này thì cũng là đục chạm nó tương đối. Máy chưa lấy nhét được rồi. Đây là phía hông bên phải. Nha, tôi sẽ quay phía hông bên trái này. Đây, tôi lướt một lượt phía hông bên trái đây. Đó, đây là toàn bộ chiếc hông bên trái nhé. Rồi, tôi đi một lần nữa toàn cảnh cái sập đây cho mọi người chiêm ngưỡng. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tán tại Văn Phúc Cẩm Khê Phú Thọ, số điện thoại là 0987 51086.
website đồ gỗ Tùng Tán .com rất là đẹp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cho những clip khác của chúng tôi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể xem những video mới nhất.